Xin chào tất cả mọi người nhé. Mình đang có mặt ở cái chợ cá buổi sáng ở gần nhà mình nhé anh em. Hôm nay mình sẽ làm một clip review cho anh em xem chợ cá buổi sáng bên này như nào. Lần trước mình có review rồi nhưng mà nó chưa được hay lắm. Bây giờ mình sẽ review lại cho anh em xem chợ cá bên này buổi sáng có những cái đồ gì tươi ngon không anh em nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu quay cho anh em xem. Giờ này rất là đông người này, anh em nhìn này, người kín luôn. Ở đây đã rất là đông người rồi anh em nhìn này. Ở đây mình xem cái cua. Đây anh em này, cua ghẹ này. Đấy. Đấy, chỗ này cua ghẹ rất là nhiều này. Đây là giá là hình như là 8 sen này anh em này, 8 sen tương đương 1,6 triệu. 1,6 triệu được 3 này, 6 này, 10 con anh em ạ, 1,6 triệu được 10 con này. 1,6 triệu được 10 con ở bên này, nhỏ nhỏ hơn một chút thì là 6, hơn 1 triệu đây. Đây, bên này người ta phân loại to nhỏ hết có hết được. Ủa, rất là nhiều ghe to. Rất là nhiều đấy. Mấy các cái loại ngao sò ốc hến con này rất là to. Mấy con hàu anh em nhìn, hàu này to hàng gang luôn, rất là đông người. Các loại ốc kỳ nhiều luôn. Đông anh em nhìn này, quá trời người luôn anh em. Hôm nay không biết là có cái gì không mà người quá trời luôn này. Bên này rất còn rất là nhiều loại ốc này anh em. Ghẹ này hai sen được 5 con này anh em. Quá trời người, nhiều người quá. Bên này cũng rất nhiều ghẹ. Hôm nay có vẻ người ta bắt được rất là nhiều ghẹ nên người ta bán rất là nhiều luôn. Rất là nhiều luôn. Kia có con cá rất là to luôn, người ta bán tận một man. Đây có ít nữa. Đây có ít cái ghẹ xanh này anh em. Ghẹ xanh này có 500 yên đấy. 500 yên được hai con này nhưng nó hơi nhỏ. Nhà cua là con 50.000 một con này đây anh em. Ghẹ xanh rất to nhá, ngang. Có một con cá ở kia nó bán tận một man này anh em, chắc được khoảng độ 7-8 kg. Mình sẽ quay cho khác nhé. Bè bè này anh em. Nhiều luôn. Chưa nhìn con cá biển này gần nhiều con cá nheo ấy này anh em. Nhưng mà nó là cá biển cá gì mình không biết tên. Rẻ. Mấy cái loại nhiều cá trình này anh em, cá trình này. Rẻ mấy chục nghìn một con này anh em. Rẻ luôn đây anh em nhìn cá trình. 4-60 nghìn một con này. Đấy, thường núi to này. Còn rất nhiều loại. Yeah.
Ủa, hàu này, em nhìn con hàu này, to đúng không? Cả một gang luôn, hàu siêu khủng luôn. Hôm nay rất là nhiều ghẹ luôn. Ở đây nó rẻ cho anh em này. Này anh em nhìn cái ghẹ nó bị ngất này anh em này. Này ghẹ bị ngất là rất là khủng luôn này. Này có 1-200 nghìn là được không này? Cực kỳ nhiều luôn, 200 nghìn được một đống này luôn. Ôi, 900 yên một đống ghẹ. Anh em nhìn 180 nghìn này. 180 nghìn mà được một đống ghẹ này luôn này. Mà toàn ghẹ to này anh em nhé. Ôi, hôm nay ghẹ rẻ thật. Đi xung quanh xem còn cái ghẹ rẻ. Bạch tuộc các thứ này. Bạch tuộc vẫn còn một sen mốt là hơn 200 nghìn một con này anh em. Vẫn là đắt lắm. Con này vẫn còn 7 sen này em. Đây có một con tôm hùm này vẫn còn 7 sen này. Tôm hùm rất là to. Con to to này bao nhiêu tiền này? Con này 1,5 triệu con này. Con này một con. Nhưng mà cũng không. Có lắm. Nó cực cực kỳ ghém đây cực chắc luôn. Nó còn sống không? Nó sống á. À, vẫn sống. Đang mê ăn. Ủa, hôm nay ghẹ quá trời nhiều luôn anh em. Hai ghẹ nhiều thật. Cá chỉnh ấy. Còn rất là nhiều loại cua ghẹ này, tôm sú các kiểu này. Này ghẹ quá trời nhiều luôn này. Nay người ta bán tương đối rẻ này nhỉ. Mình sẽ tìm xem có cái gì. Nhiều ghẹ này mà người này rất là nhiều, người ta đi mua đồ nhiều lắm. Nếu mình không mua nhanh là cũng không mua được cái gì luôn. Mấy con này. Mấy con cá quá trời luôn. Tần 1,8 này. À, 400 nghìn con này chắc được còn độ 3 kg. Nhìn lươn biển này quá to luôn. 200 mấy một cân. Đẹp. Đã biết là cá gì.
Ủa, bên này bạch tuộc vẫn là sống nguyên này. Ở bên này, này vẫn có tùng. À, bên này có tôm hùm anh em, bây giờ mình sẽ mua hai con tôm hùm này. Khả năng sẽ mua một con tôm hùm này anh em. Ít ra được cả. これ。これ。はい。これはなんかある？色物ある？はいはい。色物。Đây, mình đã mua một con tôm hùm anh em ạ. Với giá là 4,5 triệu tương đương với khoảng 900.000 một con này anh em. Nó được khoảng độ 5 lạng anh em ạ. Này. Tương đối to. À, bây giờ mình sẽ quay tiếp cho anh em xem một chút ha. Xem mình cũng mua được cái gì nữa. Anh thỉnh thoảng vẫn là có người Việt mình bán hàng cho người Nhật anh em. Mấy loại cá bống Việt này. Cua người ta đã hấp sẵn. Cái này là trứng cá hồi anh em nhé. Này. Người ta đã mổ sẵn rồi này anh em. Này, trứng cá hồi rất là nhiều này. Đi chợ xong anh em ạ. Đấy mình cũng quay mới được một chút cho anh em xem. Bây giờ mình đây. Hôm nay mình mua mới được mua một con tôm hùm mấy ít ghẻ. Mình mua được đây một ít ghẻ đây anh em, mà nó chỗ này tất cả hơn 2 cm này, nó tương đối to này anh em. Nó dài hơn 20. Ở đâu đây mới một con tôm hùm đấy anh em ạ. Đây. Một con tôm hùm mình có trong này mình không bỏ ra nữa. Thôi mình bây giờ cũng chuẩn bị đến giờ đi làm anh em ạ. Mình cũng xin kết thúc clip ở đây. Anh em thấy hay nên nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Thôi xin chào tất cả mọi người.